Đó, hello mọi người. Đây chiếc 843, chiếc 390 đó. Hồi xưa là tông vô cái cửa Dinh Độc Lập đó mọi người. Chiếc đó là tông vô cửa chính đó. Chiếc này là tông vô cửa phụ mà nó dính lại đúng không? À, là chiếc đó các bạn.